Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video lần này á là mình sẽ nói phần kế tiếp của series How to use Etherscan from Zero to Hero mà mình đang thực hiện. Thì cái phần này á mình sẽ nói về cái cách để mình chất cái gas tăng khi mà nó tăng đột biến á. Đó, khi mà tăng, anh em nên nhớ là khi mà tăng đột biến nha. Đó, vậy thì làm như thế nào? Thì đây là trang chủ của Etherscan nè. Anh em nếu mà coi cái bài trước á, thì coi cái video trước á, trong series này á, thì cái chỗ này nè là cái gas tracker ở đây mình bấm vô đúng không? Thì á khi mà bạn thấy ở đây á, ở đây nó sẽ có 3 mức đúng không? Thì giả sử như khi mà bạn thấy cái ga, cái gateway nè nó tăng đột biến bất thường, ví dụ như là nó tăng bây giờ là 137 đúng không? Nhưng mà tự nhiên bạn bật, ý là bạn vừa bật lên tăng 200 đó, gas lên đúng không? Hay là tăng lên 6-700, có khi tăng 6-700, có khi tăng lên 1.000 gas, tăng lên 1.000 quay. Thì đó là dấu hiệu gì? Anh em phải biết những cái dấu hiệu đó để làm gì? Để mà thứ nhất á, là nếu mà ga quay tăng cao quá thì cái chỗ mà nó làm tăng cái quay á, nó sẽ đang FOMO. Đó, đây, cái đó là cái lý do chính đó. Thì thông thường á, thì hiện tại á, theo mình quan sát á, thì hầu hết sẽ là OpenSea đó, OpenSea contract của OpenSea sẽ hay hay gọi là đẩy gateway cao, hoặc là Uniswap V3 đúng không, hoặc là hôm bữa có con lúc lúc con lúc Ray này nè, đó thì nó lên top 2 luôn đó. Thì cái lúc đó là nó đang được FOMO rất là nhiều đó. Thì đây là những cái nguyên do chính mà anh em nên biết cách check những cái này. Vậy thì check như thế nào? Thì anh em giả sử như á, ví dụ như cái OpenSea, ví dụ như ở đây đi, hiện giờ đúng không, OpenSea, nói chung là anh em nên check cho mình là top top 3 đúng không? Top 3 hoặc là top 5 những cái contract mà nói chung là những cái địa chỉ luôn mà nó tăng cái gateway, nó tăng cái gas đó, đột biến. Đó. Thì mình sẽ chết thử nè cho các bạn xem nè, các bạn vô OpenSea đúng không? Đó. Vô đây. Rồi anh em sẽ xem cho mình nha. Nói chung là anh em cứ chọn đại một cái transaction đi. Anh em coi khoảng 5, nói chung là coi khoảng mấy cái thôi là sẽ ra. Đó. Thì cái cách coi á, thực ra cách coi này thì sẽ hơi khó một xíu cho anh em lúc đầu. Đó. Còn nếu mà anh em mà không muốn, ý là chết cái pending đúng không? Chết pending nè, cái lệnh phải pending nha, thì nó mới hiệu quả hơn. Đó, thì xong nó ra con, ví dụ như là con HP Prime nè, đó là càng một cái NFT được mint trên OpenSea. Nói chung là hiện giờ là nó chưa có FOMO, cho nên mình chọn đại thôi. Đó, chứ cái lúc mà nó FOMO là cái list này nè, nó rất là nhiều con, rất là nhiều kiểu con trùng á, có nghĩa là nó min cái NFT đó cùng một con á. Đó là cái cách chết cho OpenSea. Còn giả sử như Uniswap thì sao? Thì Uniswap á cũng tương tự thôi. Đó là anh em bấm vô Uniswap Router 2 V3, Uniswap V3 đúng không? Thì anh em sẽ chết những cái transaction pending nè. Đó, để xem coi nó như thế nào.
Thì đây mình cũng nói rồi, là lấy ví dụ rồi, là do cái thời gian hiện tại á, nó không được FOMO, cho nên á, là bạn sẽ khó trách hơn. Khi khi nào bạn nên trách thế này? Khi mà cái GWay này là nó tăng lên đột biến nha, tăng đột biến thì mới trách, mới hiệu quả nhất đó. Thì cho nên cái này phải có timing nữa nè, nó swap Elon Mon gì nè, đó Elon nè, 256 đô đó. Thì nói chung là kiểu kiểu vậy đó anh em. Đó, đó là cái cách mà bạn gọi là monitor cái gas trên Ethereum. Nói chung là nó sẽ hiệu quả. Cái cách này rất là hiệu quả luôn, để mà anh em monitor một cái chỗ nào nó đang FOMO đó. Ok, thì cái này là cái bài học tiếp theo của cái series kiểu How to Use Etherscan rồi. Thì nếu mà anh em thấy hay á thì nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ video này nha. Ok, cảm ơn. Hẹn gặp anh em ở video phần tiếp. Đó, phần kế tiếp mình sẽ làm là chắc là sẽ gọi là phân biệt những contract nha, phân biệt những contract như thế nào. Đó, trong series này. Ok, cảm ơn các bạn.